Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5; cần xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 480 bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, nhất là tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các tổ chức chính trị xã hội cũng như Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tập trung kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Sau lệnh chấm dứt cách ly xã hội của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh, thành phố đã cho phép các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động dần trở lại, khôi phục mạng lưới giao thông đã bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ ngày 23 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã cho phép tất cả đường bay nội địa hoạt động trở lại. Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại tăng từ 6 chuyến lên 20 chuyến khứ hồi một ngày. Các đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại tăng lên 6 chuyến khứ hồi một ngày một đường bay. Trên đường bay từ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác một chuyến khứ hồi một ngày một đường bay. Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi đến không phải Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hãng được phép khai thác một chuyến khứ hồi một ngày. Trong khi đó, ngày 23 tháng 4, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cho chạy thêm 2 đoàn tàu khách thống nhất trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến tàu Hà Nội-Vinh và tuyến Hà Nội-Hải Phòng cũng đã tổ chức chạy trở lại. Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Ngay sau khi Ủy ban dân tỉnh có chỉ thị cho phép một số hoạt động trở lại, thì số lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đông trở lại. Ghi nhận trên các tuyến đường chính không có tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng tình trạng vi phạm luật giao thông và các quy định phòng chống dịch COVID-19 như không đội mũ, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người đi ngoài đường lại xảy ra khá nhiều. Trong đó nổi cộm là các nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông. Trong thời gian vừa qua thì người tham gia giao thông thì nó rất là phức tạp hơn, nhất là thành phần thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, không và đèo ba, lạng lách đánh võng. Nhất là thời gian này là đường thông hề thoáng nên là đề nghị bộ phận cán bộ nên xử lý nghiêm ngặt hơn để tránh tai nạn xảy ra nhiều hơn nữa. Theo tôi thấy thì một số bộ phận thanh niên vẫn đi xe không đội mũ bảo hiểm và có một số trường hợp thì cũng không đeo khẩu trang luôn. Mà tình hình hiện nay thì các cán bộ xử lý thì các ban ngành tập trung vào phòng dịch rồi. Cho nên tôi đề nghị chúng ta tăng cường xử phạt lên các trường hợp này. Tôi thấy một số các bộ phận thanh thiếu niên tham gia giao thông rất là kém ý thức. Thế là không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và dàn hàng 3, hàng 4 đi trên đường. Tôi thấy cái hành động này rất là gây tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy mà đề nghị là ban chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm các cái trường hợp này. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến đối tượng là thanh thiếu niên, đặc biệt là các trường hợp tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.